Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp giá học sinh tại trục đường chính Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha anh chị. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, dài 13m, thiết kế một trệt 2 lầu, xây mới hoàn toàn năm 2022 và giá bán chỉ có 4 tỷ 950 triệu đồng thôi. Cái giá bán vô cùng rẻ nha anh chị. Nằm ngay trên trục đường Quang Trung phường 12, gần với ngã ba đường Quang Trung và đường Tân Sơn. Gần với làng SOS nha anh chị. Căn nhà hướng chính đông, ngang 4m2, dài 13m, tặng full nội thất option lên tới phải tầm 300 triệu đồng. Nhà mình giá bán chỉ có 4 tỷ 950 thôi. Một căn nhà vừa mới xây xong, mới lắng o luôn nha anh chị. Mặt tiền thì sẽ được ốp nhựa và trang trí đèn đuốc, đèn led rất đẹp, rất sang trọng, rất là đẳng cấp luôn. Và đây là con đường ngay trước căn nhà. Con đường thì rộng khoảng tầm 3m rưỡi nha. Đường này thì xe ba gác vào thoải mái luôn. Xe hơi thì chúng ta cách cái hẻm xe hơi khoảng tầm 20m thôi. Cách cái con hẻm thông phía ngoài khoảng tầm 20m là chúng ta đến với con hẻm xe hơi thông, hẻm 8m phía ngoài. Con đường xe ba gác nha anh chị. Một căn nhà diện tích rất là dài, rất là đẹp, rất là thoáng mát luôn. Ngang 4m2, dài tới 13m, giá bán chỉ có 4 tỷ 950 triệu đồng thôi. Xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ hồng hoàn công đầy đủ nha. Sẽ được thiết kế một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài. Hai bên cột cổng thì sẽ được ốp đá hoa cương. Khoảng sân 2m chúng ta đậu thoải mái 4 cái xe máy phía ngoài này. Và phía trong thì sẽ có cửa nhôm Simfa 4 cánh nha. Trong này thì chúng ta sẽ được tặng lại sofa, kệ tivi, trên có đèn chùm, trần thạch cao và hai bên tường chúng ta ốp nhựa rất là đẹp, rất là tinh tế luôn. Căn nhà hướng chính đông nha anh chị. Với mức giá bán chỉ có 4 tỷ 950 thì anh chị kiếm trên thị trường với cái diện tích này thì không có nữa đâu. Nên là quý anh chị nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ này, hãy trực tiếp gọi về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp này nha. Được ốp sàn gạch 80, khoảng này dài được tầm 5-6 mét gì đấy nha anh chị. Trang trí đèn chùm khổ lớn rất đẹp, rất sang luôn. Nhà vừa mới xây xong, sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi. Và di chuyển vào trong đây sẽ là không gian cầu thang và phòng bếp nha. Căn nhà mình thì sẽ được bố trí 3 phòng ngủ và chúng ta có 3 vệ sinh, có sân thượng trước và phòng thờ. Cầu thang thì sẽ được đúc rộng 90, ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ cam xe và sử dụng lan can là sắt sơn trắng nha. Phòng bếp thì sẽ được tặng lại bộ bàn ăn 4 ghế, ốp gạch len tường cao lên được tầm 2m và tủ bếp gỗ An Cường, trên thì có đèn chùm cũng như là chúng ta có giếng trời ở phía sau. Căn nhà này thì có cửa sổ phía sau nha anh chị, có cửa sổ phía sau rất là thoáng luôn. Vừa mới xây xong, giá bán cực kỳ rẻ thôi, rẻ hơn cả quận 12. Có 4 tỷ 950 triệu đồng, anh chị sở hữu ngay một căn nhà đẹp. Ngang tới 4m2, dài 13m, nằm ngay trung tâm trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp diện tích ok này, chúng ta hãy alo ngay trực tiếp về tới bên em Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube nha. Nhớ bấm chuông để hiển thị thông báo về điện thoại mỗi khi em Bá Hưng ra video mới. Và anh chị nào yêu quý thì chúng ta hãy thả like nha anh chị, thả nút like, thả like liên tục giúp em. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1. Thì Bá Hưng có để 3 đường link luôn, link Facebook cá nhân của em cũng như là link trang fanpage và link trang TikTok. Thì anh chị nào nếu mà muốn vào Facebook thì chúng ta vào đó theo đường link kết bạn với em nha. Bá Hưng sẽ trả lời tin nhắn 24/24 cho anh chị. Facebook, Zalo em sẽ dép tin nhắn liên tục cho anh chị nha. Lầu 1 sẽ có 2 phòng và sử dụng toilet chung, được ốp sàn gỗ, gạch giá gỗ nha. Và chúng ta có giường 1m8, nệm, tủ quần áo, kệ tivi và bàn trang điểm cũng như là máy lạnh mới nha quý vị. Phòng rất rộng, rất là thoáng luôn. Phía ngoài chúng ta còn có ban công đúc tầm 2m. Đúc tầm 2m và có trồng phát tài núi ra phía ngoài này. Căn nhà tuyệt đẹp luôn nha, giá bán cực kỳ rẻ, cực kỳ là hữu nghị. Chỉ có 4 tỷ 950, anh chị sở hữu ngay một căn nhà diện tích rất là ok. Hẻm trước nhà rộng 3m rưỡi, cách trục hẻm xe hơi, hẻm thông khoảng tầm 20m thôi. Quý chị nào nếu mà muốn mua nhà giá rẻ tại quận Gò Vấp, chúng ta hãy nhớ alo trực tiếp về tới bên em Hưng nha. Khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ có bồn cầu khối, vòi sen thuyền,
gạch thì ốp cao lên đụng trần, rất là rộng rãi thoáng mát luôn. Phía sau phòng số 2 thì chúng ta cũng có máy lạnh, giường nệm và đặc biệt thì có cửa sổ sau. Ốp sàn gạch giá gỗ nha anh chị. Căn nhà rất thoáng mát luôn, có cửa sổ sau ra phía ngoài, thông trực tiếp với bầu trời, cực kỳ mát và giá cực kỳ là rẻ nha anh chị. Đấy, diện tích này mà kiếm trên thị trường giá có hơn 4 tỏi, rất là hiếm luôn. Nên là anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà giá rẻ tại Gò Vấp, hãy alo trực tiếp về tới bên em Hưng để được bên em tư vấn và hỗ trợ thương lượng giá tốt nhất nha. Bên em với đội ngũ đông đảo tư vấn nhiệt tình sẽ cố gắng chèn ép giá cho anh chị mua với giá thấp nhất trên thị trường. Thì những cái căn nhà nhỏ này bên em sẽ ép giá từ 2 tới 500 triệu đồng cho anh chị nào đang có nhu cầu mua. Phía sau này sẽ là khu vực phòng số 3. Phòng này thì cũng có máy lạnh, giường và có toilet ở trong phòng ngủ luôn nhá. Đây, toilet ở trong phòng ngủ luôn. Rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Giá rẻ bình dân. Có 4 tỷ 950 thôi và vẫn còn bớt nữa. Anh chị nào cầm tiền theo đi xem nhà thì sẽ bớt mạnh hơn. Đây là khu vực phòng thờ nha anh chị. Phòng thờ khá là rộng, khá là thoáng. Có cửa sổ ra ngoài. Phía ngoài này sẽ là khu vực sân thượng trước cho nhà mình giặt phơi đồ ở ngoài này luôn. Thì chủ nhà cũng có để đường ống xả máy giặt, cũng như là để lại xích đu và bàn ghế ở đây. Trên thì có làm khung sắt, treo đèn kết hoa, trồng cây cảnh rất đẹp, rất sang rồi. Và video của Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.